chương 91. Nói hoặc không nói, đây là một vấn đề, nhị. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chỉ là, nàng thế nào cảm thấy trong không khí hình như bắt đầu thiếu dưỡng khí tựa như, chẳng lẽ thật chính là mình quá khẩn trương sao? Vì sao một loại thình lình xảy ra nghẹt thở cảm hội mạng biến toàn thân, thậm chí nàng toàn thân lỗ chân lông hình như đô bởi vì cảm giác được một loại nguy hiểm khả năng tính mà hết thảy nhắm lại đâu? ở đêm mình cấp tư sống muộn trước khi chết, quý tiểu đông thở hồng hộc mở mắt, mà nàng nhìn thấy, lại là tổng giám đốc hoàng phủ chính vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của mình. Quý tiểu đông thả lỏng thở ra một hơi, nguyên lai là mình nghĩ tới tổng giám đốc, thảo nào nàng thẩn trương như vậy. Nàng cúi đầu hơn nửa nhẹ nhàng lung lay hoảng, muốn đem trước mắt tổng giám đốc thân ảnh cấp hoảng đi. Một giây đồng hồ sau, hai giây đồng hồ thậm chí ba giây đồng hồ sau, Tổng giám đốc chân còn là như vậy rõ ràng ở trước mắt của nàng xuất hiện. Nàng theo hắn thẳng tắp chân dài đi lên nhìn, thậm chí còn nhìn thấy tổng giám đốc trên mặt nghi vấn cùng trác động mắt, cũng chính là nói trước mắt đích thực là rõ ràng tổng giám đốc mà không phải là ảo giác. Năm phút đồng hồ trước còn bị biểu dương biểu hiện được rất bình tĩnh quý tiểu đông cũng nhịn không được nữa A à Kinh Hô một tiếng, nàng kinh hoàng vạn phần nói. Tổng giám đốc ngươi, xin lỗi, ta dọa đến ngươi sao? Ngươi! ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Phủ Chính chỉ chỉ bên cạnh thang máy biên phòng vệ sinh, vẻ mặt vô tội trả lời đạo. Ta vừa mới từ bên trong ra, vừa lúc nhìn thấy ngươi thật giống như đi tới đi lui, đang suy nghĩ gì đấy? Ta, đến tiễn ta các này bộ môn tháng trước làm việc tổng kết, dương chủ quản nàng hôm nay xin nghỉ. Ta biết nàng xin nghỉ, cho nên ta mới gọi ngươi giúp ta đưa lên. Nga. Thế nhưng tiểu quý, Ngươi vì sao bất trực tiếp đưa vào đi đâu? Vừa ngươi ở do dự cái gì? Quý tiểu Đông không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp che giấu đạo. Không có a, à, ta chỉ là đang suy nghĩ phòng làm việc của ngươi ở đâu, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có đi lên quá. Ân. Ừ. Thế nhưng này bài tử thượng rõ ràng viết tổng giám đốc phòng làm việc, ngươi hẳn là rất tốt tìm mới đúng. Là nga, ta vừa vậy mà không có phát hiện. Cung thư ký nghe thấy quý tiểu Đông tiếng kêu sợ hãi, hắn thả tay xuống trung làm việc đi ra đến muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Tổng giám đốc, nga, không có việc gì, ta ở cùng nàng trò chuyện một ít chuyện. Hảo. Cung thư ký sau khi rời đi, Hoàng Phủ chính tiếng thêm một bước thúc giục. Tiểu Quý, ta nhớ ngươi đã nói với ta, ngươi là một không am hiểu nói dối nhân, mà ta hiện tại khẳng định ngươi có chuyện gì ở gạch ta, cho nên ta đang đợi ngươi thẳng thắn. Thật không có cái gì. Hoàng Phủ Chính đột nhiên đổi lại rất vẻ mặt nghiêm túc, đó là quý tiểu đông chưa từng gặp quá, có lẽ, lúc này mới nghiêm túc chính lãnh đi. Hai người trầm mặt dằn có mấy giây, quý tiểu đông ở đối phương cường đại cưỡng bức trung trước bại hạ trận đến, nàng dùng yếu ớt văn minh thanh âm lúng túng nói. Ta là có việc muốn hướng ngươi hội báo. Thỉnh nói. Đây là chúng ta bộ môn làm việc tổng kết, ta vừa ở trong thang máy tùy tiện nhìn một chút phát hiện bên trong hình như có một chỗ nghĩ sai rồi nga ở nơi nào quý tiểu đông đem tư liệu mở ra hoàng phủ chính cũng hợp thời đi tới hai người vai tịnh vai cùng nhau nhìn nổi lên tư liệu chính là ở đây ngươi xem mấy cái chữ này rõ ràng vượt qua chân chính số lượng gấp mấy lần ta nhìn một chút sở dĩ kết quả hội làm lỗi là bởi vì dương chủ quản đem phía trước hai con số cũng nghĩ sai rồi cho nên mới dẫn đến kết quả này ta xem được không biết rõ như vậy đi ngươi cùng ta cùng nhau hồi phòng làm việc một chuyến ta sau khi xem ngươi lại cụ thể nói với ta lỗi ở nơi nào hảo hoàng phủ chính đem quý tiểu đông mang về phòng làm việc của mình cung thư ký kỳ quái nhìn tổng giám đốc phía sau nữ nhân nàng là ai nhìn nàng y phục treo thái tử tập đoàn công tác chứng minh chắc hẳn cũng là ở đây công nhân Thế nhưng nàng thế nào có cơ hội có thể tới đến tổng giám đốc chỗ làm việc hơn nữa còn bị mời đi vào ở người khác xem ra là cấm địa tổng giám đốc phòng làm việc đâu? Mời ngồi. Cảm ơn. Hoàng Phủ Chính cũng không có vội vã ngồi xuống mà là chủ động hỏi quý tiểu đông đạo. Ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta kêu thư ký giúp ngươi chuẩn bị một chút. Không cần, ta bất khát. Ngươi không nên thách khí ta xem ngươi là trống khởi rất lớn dũng khí mới dám cùng ta thẳng thắng. Vì tiêu trừ ngươi khẩn trương, ta còn gọi là thư ký giúp ngươi phao chén trà được rồi. Thực sự không cần, ta hiện tại đã không khẩn trương. Hoàng Phủ Chính như là lần trước ở lộ thiên quán ba như nhau tự chủ trương thay quý tiểu đông cầm lên chủ ý, cung thư ký, phiền phức ngươi giúp phao chén trà nóng đưa vào đến. Hảo, lập tức sẽ tới. Quý tiểu đông muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, nàng đành phải lặng yên ngồi ở trên sofa nỗ lực yên ổn chính mình ùng ùng tim đập. Ngươi ngồi một hồi, ta trước hoa ba phút nhìn một chút phần tài liệu này. Hảo, không vội. Cung thư ký gõ cửa, Hoàng Phủ Chính cũng không ngẩng đầu lên nói. Mời vào. Vị này chính là hành chính bộ tiểu quý, nàng giúp tống tháng trước làm việc báo cáo cho ta, vị này chính là cung thư ký. Quý tiểu đông liên vội vàng đứng lên vấn an đạo. Nhĩ hảo, cung thư ký đã làm phiền ngươi tiểu quý nhĩ hảo không cần khách khí đây là ngươi trà cảm ơn thừa dịp đối phương cúi đầu tiếp được chén trà lúc cung thư ký không khỏi vừa cẩn thận quan sát khởi nữ nhân này trước mắt thanh tú ngũ quan đúng mức trang dung cử chỉ trang điểm đô so sánh đoan trang có lễ chính là thoạt nhìn hình như có chút khẩn trương mặc dù hắn biết trong công ty tuyệt đại bộ phân nữ công nhân ở nhìn thấy tổng giám đốc thời gian đô hội như vậy thế nhưng nàng vừa ở hành lang bên ngoài kêu sợ hãi lên tiếng lại là vì sao đâu. Quý tiểu đông trên mặt đương nhiên bất sẽ trực tiếp viết đáp án, ở đối phương không có chú ý tới mình quá phận quan tâm trước, cung thư ký lại nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ba phút hậu, Hoàng Phủ Chính đúng giờ buông tư liệu, hắn mặt không thay đổi nói. Tiểu quý, hiện tại ngươi có thể nói cho ta lỗi ở nơi nào? Quý tiểu đông lập tức đứng lên đi tới bên cạnh hắn, cầm lên tư liệu phiên đến trong đó có lỗi địa phương tỉnh nhất nhất phân tích khởi đến hoàng phủ chính lắng nghe ở không quấy rầy đối phương giảng giải dưới tình huống hắn chốc chốc gật đầu chốc chốc nhíu mày đợi được quý tiểu đông đem nói đô sau khi nói xong hắn mới hỏi xuất từ mình cầu giải nghi hoặc quý tiểu đông căn cứ công việc của mình đem chân thực tình huống êm tai nói ra cuối cùng hoàng phủ chính rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ nguyên lai like là như thế này nếu như ngươi bất cùng ta chỉ ra đến ta khả năng cũng sẽ không chú ý tới vấn đề này. Quý tiểu đông không dám kể công, nàng khiêm tốn trả lời đạo. Chúng ta hành chính bộ nhân mỗi ngày đô cùng mấy thứ này giao tiếp, sớm đã trở nên tương đương mẫn cảm, có đôi khi thậm chí tới soi mói tình hình, này cũng có thể tính là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Ngươi vào công ty đại khái có thời gian dài bao lâu? 7-8 tháng đi. Ngươi cảm thấy hành chính bộ làm việc còn có thể ứng phó sao? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 Nói hoặc không nói, đây là một vấn đề, tam. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Yên tâm trung gánh nặng quý tiểu đông đã khôi phục bình thường tâm tính, nàng hơi có vẻ tự hào trả lời. Đương nhiên, tất cả đô rất tốt, ta hiện tại đã là chính thức hành chính chuyên viên. Nga, phải không? Vậy ngươi ở không có lên làm hành chính chuyên viên trước là làm cái gì? Ta vừa mới phỏng vấn vào công ty thời gian là trợ lý hành chính, chính là vì sở hữu hành chính chuyên viên phục vụ cái loại đó. Ngươi lúc nào lên làm hành chính chuyên viên? Vào công ty hậu 3 tháng, này là công ty cho ra giờ chuẩn gian, ta miễn cưỡng hợp cách." Hoàng phủ chính trấn An Quý tiểu Đông nói. Kỳ thực không có khả năng mỗi công nhân đô rất ưu tú chỉ cần có thể đem phân nội làm việc làm tốt cũng đã là một hảo công nhân đúng rồi ngươi vừa ở hành lang bên ngoài rốt cuộc ở do dự cái gì là mới vừa phát hiện vấn đề này không dám khẳng định còn là cái gì kỳ thực ta đã khẳng định đây là một sai lầm chỉ là ta đang suy nghĩ có muốn hay không nói ra mà thôi tại sao vậy chứ ngươi sợ chính mình xen vào việc của người khác hội đắc tội với người nếu như ta là bộ môn quản lý hoặc là chủ quản đương nhiên hội dũng dám thừa nhận chính mình lỗi nhưng ta chỉ là một danh bình thường công nhân như vậy vượt cấp báo cáo hình như có chủ động tranh công thỉnh thưởng hiềm nghi mặc dù ta bất cảm giác mình là xen vào việc của người khác nhưng là thật sợ hãi hội đắc tội dương chủ quản nếu như ngươi là một nhà công ty người phụ trách ngươi hy vọng chính mình công nhân vượt cấp báo cáo nàng thủ trưởng sai lầm sao quý tiểu đông hơi chút suy tư một chút mới hồi đáp ta à, có thể sẽ đi thế nhưng nói lại nói trở về làm làm lỗi nhân ta nghĩ nàng là không hy vọng này tất cả phát sinh một người tối chuyện cần làm cũng không phải là trăm kế ngàn phương không cho nhân biết mình phạm lỗi mà là hẳn là trăm kế ngàn phương làm cho mình không đáng lỗi ngươi nói đúng chỉ là ta không biết dương chủ quản nàng sau khi biết hội là thế nào nghĩ tổng giám đốc có thể hay không cầu xin ngươi bất nhắc tới cái sai lầm là ta phát hiện ngươi biết liền hảo ta không muốn nắc tội nàng Hoàng Phủ Chính ý nghĩa sâu xa nhìn Quý Tiểu Đông liếc mắt một cái, tiếp theo đáp ứng nói. Được rồi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết là ngươi phát hiện. Tổng Giám đốc cửa phòng làm việc ngoại, cung thư ký nhìn hình như là từ trên trời giáng xuống Hoàng Phủ Toàn, hắn liên vội vàng đứng lên chào hỏi nói. Tổng Tài, Ngài Hảo. Tiểu Cung, Nhĩ Hảo A, gần đây bận thông thả. Nói thật, có chút bận. Hiện ở công ty tiến vào mùa thịnh vượng, lượng công việc cũng rõ ràng tăng lên. Hoàng Phủ Toàn cùng cung thư ký đã rất quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy hắn đô hội tùy ý trò chuyện thượng mấy câu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đây là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng phải chú ý thân thể nga. Ta sẽ, tổng tài, cũng thỉnh ngài khá bảo trọng. Khi ngươi bận đi, ta tìm một chút a 9 Cung thư ký chần chừ một chút, sau đó thật nhanh nhẹ giọng nhắc nhở ân tổng giám đốc hiện tại có thăm viếng nga vậy ta còn là đi về trước đi chờ hắn hết bận hậu gọi hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến hảo lúc này tổng giám đốc phòng làm việc cửa lớn bị người từ bên trong mở ra quý tiểu đông suất trước đi ra tổng giám đốc không cần đưa tiễn tổng tài ngài hảo hoàng phủ toàn nhìn trước mắt cô bé này hẳn là chính là cái gọi là tới chơi giả hắn suy nghĩ một chút trong đầu chỉ nhớ rõ đối phương là công ty mình công nhân, còn họ thập danh ai thì lại là thực sự nghĩ không ra. Nhĩ Hảo, ngươi là, ngươi thật giống như là hành chính bộ đi. Ta là hành chính bộ Quý Tiểu Đông. Nga, đúng rồi, chúng ta trước đã gặp mặt. Hôm nay tới tìm A9 có việc nha. Mặc dù tổng tài mới là công ty này chân chính một tay che trời nhân, thế nhưng Quý Tiểu Đông lại không cảm thấy sợ hãi nàng không nhanh không chậm trả lời đạo. Là như vậy, hôm nay Dương chủ quản xin nghỉ, cho nên ta liền đem tháng trước làm việc tổng kết đưa lên tới cho tổng giám đốc phê duyệt một chút. Đã làm phiền ngươi, các ngươi nói chuyện phím xong sao. Bất phiền phức, cũng không có cái gì sự, chính là đi vài bước lộ mà thôi. Nhìn thấy tổng tài trên mặt còn có không hiểu thần sắc, có lẽ là đang kỳ quái chính mình tống tư liệu sao có thể đưa đến tổng giám đốc trong phòng làm việc đi. Nghĩ tới đây, Quý Tiểu Đông lại là một trận tráng phát chặt, vì sao ở trên người nàng luôn luôn phát sinh này đó làm cho người ta miên man bất định sự tình đâu. Vì mau ly khai, nàng xoay người lại đối ba đại nam nhân lễ phép cười cười nói. Vậy ta đi về trước, tái kiến. Tái kiến. Quý Tiểu Đông chạy thoát thân tựa như ly khai lầu 28, cung thư ký cũng trở về ở chỗ ngồi một lần nữa ngồi xuống. Hoàng Phủ Chính thu hồi ánh mắt hỏi. Ba, ngươi tìm ta ân đi vào lại nói đi phụ tử lưỡng một trước một sau đi vào đóng cửa lại hậu hoàng phủ toàn đi thẳng vào vấn đề hỏi vừa tiểu quý không phải tới cho ngươi tống tư liệu đơn giản như vậy đi nàng chính là tới cho ta tống tư liệu nha không tin ngươi xem ở chỗ này đây tư liệu rõ ràng giao cho cung thư ký thì tốt rồi nàng căn bản không cần đi vào ngươi bên trong phòng làm việc đến là ngươi mời nàng vào ba ngươi suy nghĩ nhiều quá Hoàng Phủ toàn khó có được bắt được Nhi Tử nhược điểm, lại sao lại đơn giản phóng quá? Thế là hắn không chết tâm địa nói, mau nói cho ta biết đi, bằng không hôm nay ta liền không đi. Ta xem ngươi không hỏi cái tra ra manh mối là sẽ không bỏ qua của ta, được rồi, ta thẳng thắng. Hoàng Phủ chính đem trước phát sinh tất cả cũng như thực địa nói cho cha của mình, đem tư liệu cho ta xem. Hoàng Phủ toàn theo Nhi Tử trong tay nhận lấy tư liệu hắn cẩn thận nhìn khởi đến. Không lâu sau hắn lại bỏ xuống, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi định làm như thế nào? Hoàng Phủ Chính nhúng nhúng vai, không sao cả trả lời. Này kỳ thực chưa tính là một đại sự, ta đến thời gian cùng Mỹ Lệ nói một tiếng là được. Ta biết này là chuyện nhỏ, ta là hỏi ngươi ý kiến gì chuyện này. Tiểu quý nàng có thể phát hiện trong đó có lỗi, này rất khó được, hơn nữa nàng còn có báo cáo tính toán, chỉ là bởi vì sợ đắc tội với người mà do dự một chút, nếu như ta là nàng, ta cũng sẽ cảm thấy khó xử. Bất quá, ta đã đáp ứng nàng không nói cho Mỹ Lệ là nàng thủ phát hiện trước này sai lầm. Ân, ừ, nàng có thể như vậy cẩn thận đương nhiên đáng giá biểu dương, hơn nữa là một bình thường công nhân đã muốn suy nghĩ thủ trưởng mặt mũi lại không muốn vi phạm lương tâm của mình, mặc kệ nàng cuối cùng nói hay là không, đô không nên nhận được chỉ trích. Nói lại nói trở về, Mỹ lệ nàng sở dĩ hội làm lỗi có lẽ là bởi vì bị bệnh duyên cớ đi, nghe ngươi dương bá nói hình như là ở phát sốt, đã hai ngày. Hoàng Phủ Chính mơ hồ cảm thấy phụ thân hình như là ở nêu lên chính mình hẳn là đối dương Mỹ lệ nhiều một chút quan tâm, thế là hắn vội vàng giải thích. Đúng vậy, ta cho nàng gọi điện thoại gửi lời hỏi thăm qua, nàng nói đốt đã lui, chính là toàn thân mềm nhũng, khả năng còn cần nghỉ ngơi một hai ngày đi. Ân, không có việc gì liền hảo đúng rồi, ta còn có chút nhi sự muốn nói với ngươi. Hoàng Phủ Toàn cùng nhi tử nói đến công ty thượng chuyện, dù sao đây mới là hắn mục đích của chuyến này. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Ta nguyện ý đương bình hoa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quý tiểu đông ở cửa thang máy khép lại một khắc kia cả khuôn mặt đô sụ xuống, bởi vì nàng không bao giờ nữa cần cường trang trấn định, lúc trước đã phát sinh tất cả làm cho nàng cảm thấy như là ở trong mộng như nhau, nhưng này tất cả lại rõ ràng đô là thật. Nàng thậm chí vui mừng ở trên hành lang liền gặp được tổng giám đốc, nếu không chính mình rất khả năng thực sự vô pháp trống khởi dũng khí mở miệng chỉ ra trong tư liệu sai lầm, hiện ở hồi tưởng lại, nguyên đến chính mình cần chính là không cần phản kháng bức bách nha. Trở lại phòng làm việc hậu Lưu Tổ trưởng quả nhiên dùng ánh mắt kỳ quái ở nghiên tiếp nàng. Nàng vừa ở chỗ ngồi tọa hạ, M thượng đối thoại khung lập tức đạn nhảy ra ngoài, chính là Lưu Tổ trưởng. "Ngươi thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ sao?" "Đúng vậy." "Thời gian có chút trường, ngươi không phải tìm không được địa phương đi." Quý Tiểu Đông nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút, một lời nói dối lập tức ở trong đầu hiện lên, nàng giả vờ ai oán kể khổ đạo. "Ta liền biết ngươi hội hỏi cái này." được rồi, ta thẳng thắng. Vừa tống tư liệu thời gian vừa lúc tổng tài đến tìm tổng giám đốc, sau đó ta liền bị gọi lại ở lại nơi đó hàng huyên một hồi thiên. Kỳ thực ta cũng không có chen vào mấy câu, thế nhưng lại không dám chủ động nói phải ly khai, chỉ có thể là ở bên cạnh ngơ ngác làm vạn lục tùng trung nhất điểm hồng. Thực sự, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tổng tài đang nói chuyện của công ty, ta không hiểu nhiều, cho nên liền biết cười ngây ngô ngây ngô cười không phải lỗi của ngươi, thế nhưng nếu như ngươi một bên ngây ngô cười còn một bên chảy nước miếng lời sẽ là của ngươi không đúng. Tổ trưởng, nào có ngươi như vậy, biểu dương, nhân. Quá độc đi. Độc là vì những ngươi thanh tĩnh, sau này ở trường hợp này lý ngươi nhưng được hảo hảo biểu hiện, đừng làm cho tổng tài cùng tổng giám đốc cho là chúng ta hành chính bộ nhân chỉ là coi được bình hoa. Ta nguyện ý đương bình hoa. Thực sự, chỉ sợ ta không đủ tư cách mà thôi ta xem ngươi bây giờ không giống bình hoa, tượng một hoa si đảo là thật. Quý tiểu đông gửi đi một chảy nước miếng biểu tình, rất nhanh liền kết thúc nói chuyện phím ngược lại bắt đầu chuyên tâm làm việc khởi đến. Vài ngày sau, cung thư ký cầm phê duyệt quá làm việc tổng kết trả lại cho Dương Mỹ Lệ. Bởi Dương Mỹ Lệ nhiều lần đã đến tổng giám đốc phòng làm việc, hơn nữa nàng là nghiệp vụ bộ dương quản lý thiên kim, cung thư ký đã sớm rất quen thuộc, bởi vậy còn cố ý ở phòng làm việc của nàng lý ngắn dừng một hồi mời ngồi cung thư ký thực sự là đã làm phiền ngươi hẳn là đây là của ta làm việc thôi ta cho ngươi rót chén nước ngươi ngồi xuống trước đến đây đi không cần ta bất khát đúng rồi này trên tường treo phương tây bức tranh thật đẹp a à, là ngươi mình mua dương mỹ lệ một bên lật xem tư liệu một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời đạo đúng vậy có một lần lúc đang đi dạo phố không ý kiến nhìn chúng cho nên liền mua hai phút trở về đương đồ trang sức treo. Các ngươi nữ nhân liền là thích đem thuộc về mình địa phương hết sức trang phục khởi đến, bất quá khoan hãy nói, thực sự rất xinh đẹp đâu. Dương Mỹ Lệ vừa định lời nói khiêm tốn lời, đột nhiên bị trong tài liệu nơi nào đó dùng bút đánh dấu quá địa phương khiến cho chú ý, nàng cúi đầu nghiêm túc nhìn một chút, là của hoàng phủ chính bút tích, hơn nữa hắn còn đem phía trước hai dẫn đến kết quả làm lỗi nguyên nhân cũng cùng nhau ký hiệu đi ra cũng chính là nói mình đệ trình phần này báo cáo có lỗi, hơn nữa Hoàng Phủ Chính cũng đã phát hiện. Một trận mãnh liệt ảo não cảm lập tức mạng thượng tim của nàng, có lẽ là mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, đang chuẩn bị tư liệu thời gian không cẩn thận dẫn đến, may mắn là Hoàng Phủ Chính phụ trách phê duyệt, bằng không khả năng liền muốn cấp người ngoài lưu lại ấn tượng xấu. Bất quá, nói lại nói trở về, chính là bởi vì phát hiện mình phạm lỗi nhân là hắn, mình mới càng thêm cảm thấy xấu hổ đi kỳ quái chính là rõ ràng nàng tính sai chỉ là mấy số liệu mà thôi hoàng phủ chính trước đây chỉ biết lưu ý cụ thể làm việc hạng mục cùng kế hoạch còn cuối cùng chi dù sao có phòng tài vụ nhân hội cung cấp liên quan hóa đơn hoặc biên lai like, hắn căn bản không cần đi nhìn kỹ này đó số liệu đại tiểu lần này sao có thể như vậy cẩn thận chú ý tới đâu nhìn thấy lời của mình không có được đáp lại cung thư ký quay đầu lại thấy lại là dương mỹ lệ vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng chắc hẳn là đang suy nghĩ gì sự tình hắn vội vã biết điều cáo từ nói dương chủ quản ngươi ở bận a vậy ta cũng đi về trước bất xin chờ một chút đúng rồi ta nghĩ xin hỏi một chút mấy ngày hôm trước ta sinh bệnh không tới làm phần tài liệu này là ai giúp giao cho ngươi đâu là các ngươi hành chính bộ một họ quý nữ hài đưa lên đến trực tiếp giao cho tổng giám đốc nó trước không có trải qua tay ta ta là ở tổng giám đốc sau khi xem mới lấy xuống trả lại cho ngươi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Dương Mỹ Lệ sau khi nghe càng thêm cảm thấy kỳ quái, nàng liên tục đặt câu hỏi. Nàng đem phần tài liệu này trực tiếp giao cho tổng giám đốc. Vì sao không phải giao cho ngươi đâu? Ngươi lúc đó bất ở công ty. Là như vậy, tổng giám đốc ở trên hành lang gặp được quý tiểu thư tịnh còn đem nàng mời vào phòng làm việc hắn còn gọi ta đi hỗ trợ phao chén trà, ta là tống trà đi vào thời gian tổng giám đốc giúp giới thiệu cho nên mới nhận thức quý tiểu thư. Có việc này, tổng giám đốc cùng nàng rất thục sao. Cung thư ký hồi suy nghĩ một chút, hắn ăn ngay nói thật trả lời đạo. Ta xem là, bọn họ ở trên hành lang hàng huyên một hồi mới cùng nhau hồi phòng làm việc, hai người đi vào hậu lại hàng huyên đại khái chừng 10 phút đồng hồ đi. Làm sao vậy? có phải hay không tư liệu xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là tống sai rồi? Này đảo không có, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Khi ngươi bận đi, ta đi về trước. Dương Mỹ Lệ thực sự nghĩ làm rõ ràng ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vậy nàng bây giờ căn bản không có tâm tình tới đón đãi cung thư ký, thế là nàng theo bậc thềm nói. Hảo, ta cũng thật là còn có việc, vậy không tiễn xa, thỉnh ngươi đi thông thả. Dừng chân đi, Dương chủ quản, tái kiến. Cung thư ký, tái kiến. Quý tiểu đông nàng vậy mà cùng A chính rất thuộc. Tống tư liệu lại vẫn có thể đưa đến trong phòng làm việc đi, hơn nữa A chính còn gọi thư ký cho nàng pha trà, này tất cả cũng quá không bình thường. Dương Mỹ Lệ hồi tưởng lại quý tiểu đông cùng Hoàng Phủ Chính đã từng có tất cả cùng xuất hiện, không muốn không biết, vừa nghĩ thật đúng là dọa chính mình một đại nhảy. Quý tiểu đông từng hát A chính vẽ mặt thủy, nhưng a chín lại biểu hiện được không có chút nào chú ý thậm chí sau đó còn cố ý giao cho sau này mình không muốn khó xử nàng hơn nữa ở đầy năm lễ mừng hoạt động thời gian quý tiểu đông cũng bởi vì cùng a chín cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh ra mà đánh bại chính mình lấy được mê người giải nhì sinh nhật ngày đó còn cho hắn đưa hoa tặng hoa trời ạ à, chuyện này chính mình lúc đó thế nào một chút đô không coi trọng có thể chủ động cấp một người nam nhân tặng hoa chẳng lẽ còn chưa đủ đủ cho thấy nàng kỳ thực đã ở mơ ước a chính sao càng muốn tâm việc hoãn nhưng đồng thời cũng càng nghĩ càng giận dương mỹ lệ quyết nhất định phải tìm quý tiểu đông để thăm dò một chút của nàng ý nếu như thực sự không thể hỏi ra ít đồ đến nàng bất bài trừ hội áp dụng uy hiếp thủ đoạn tới một nghiêm hình bức cung bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 94 các ngươi rất thục sao bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nàng lập tức ấn hạ điện thoại nội bộ đạo lưu tổ trưởng phiền phức ngươi gọi quý tiểu đông lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến vừa nói xong liền lập tức cúp điện thoại rất nhanh bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa dương mỹ lệ biết người tới là ai nội tâm lập tức tràn đầy mãnh liệt chán ghét cảm nhưng lại không thể không cao mày đáp một tiếng tiến vào Quý tiểu đông khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở phía sau cửa, ngay sau đó là nàng thân thể nho nhỏ. Nếu là ở bình thường, Dương Mỹ Lệ khả năng còn sẽ cảm thấy đáng yêu, thế nhưng bây giờ, cả người nàng từ đầu đến chân đô làm cho mình ghét tới cực điểm. Dương chủ quản ngươi tìm ta. Đối mặt có lẽ là chính mình tìm ẩn tình địch nhân, Dương chủ quản thậm chí còn không có gọi đối phương tọa hạ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta nghe nói tháng trước làm việc tổng kết là ngươi giúp đưa lên đi cấp tổng giám đốc, có chuyện này sao? Là ta tống. Nghe nói ngươi còn tiến tổng giám đốc phòng làm việc, chẳng lẽ lưu tổ trưởng không có đã nói với ngươi ở chưa cho phép dưới tình huống là không thể đi vào sao? Lưu tổ trưởng nhắc nhở quá ta, ta cũng ký ở trong lòng, thế nhưng là tổng giám đốc gọi ta đi vào. Hắn gọi ngươi đi vào. Các ngươi rất thục sao? nhìn thấy dương mỹ lệ một bước sau đó một bước ép sát qua đây quý tiểu đông vội vã tránh nặng tìm nhẹ trả lời không tính thục chính là nhận thức mà thôi kỳ thực ngươi cũng biết ta lần đầu tiên thấy hắn thời gian còn hướng trên mặt hắn hắt nước chuyện này hắn không để ý bản thân cũng đã rất khó được bởi vậy có thể thấy hắn thật là một lòng dạ trống trải người các ngươi đã không quen hắn vì sao còn có thể mời ngươi đến trong phòng làm việc ngồi một chút này ta cũng không rõ ràng lắm nói chúng ta là ở hành lang bên ngoài gặp được tổng giám đốc lúc đó ta mới vừa đi ra thang máy mà hắn lại được hảo từ phòng vệ sinh lý đi ra đến ta nói ta là tới tống tư liệu hắn đã bảo ta đến hắn trong phòng làm việc ngồi một chút thực sự cứ như vậy mà thôi đúng vậy dương mỹ lệ lại hỏi tới các ngươi trước còn đã gặp mặt sao bất kể là ở công ty còn là ở công ty bên ngoài địa phương không có vậy các ngươi ở trong phòng làm việc đô hàng huyên những thứ gì? Quý tiểu đông chọn lựa trong đó một số chuyện thực phiến diện trả lời đạo. Hắn hỏi ta vào công ty thời gian dài bao lâu, còn thích ứng không thích ứng hành chính bộ làm việc, ta cũng nói với hắn chính mình lên làm hành chính chuyên viên, chỉ những thứ này mà thôi. Tiểu quý, ta hôm nay gọi mục đích của ngươi tới ngươi khả năng đã đoán được, bởi vì ta nghe nói ngươi ngày đó vậy mà tiếng A chính phòng làm việc, điều này làm cho ta cảm thấy phi thường kỳ quái, phòng làm việc của hắn trừ ta cùng ung thư ký ngoài cơ hồ không có nữ nhân khác đi vào ngươi hẳn là xem như là thứ ba đi ung thư ký là ai nàng là tổng tài thư ký theo tổng tài đã mấy chục năm cũng là thái tử tập đoàn lão công thần quý tiểu đông một bên gật đầu một bên nga đáp lại một tiếng ta hy vọng ngươi vừa mới nói chính là lời nói thật nếu như ta phát hiện ngươi đang nói láo lời là tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi còn có đúng như ta rất sớm trước đây liền đã nói với ngươi như vậy, tổng giám đốc là bạn trai của ta, thỉnh ngươi sau này tự giác cách hắn xa một chút nhi, nếu như ngươi có thể làm được lời như vậy chuyện lần này cùng với lần trước sinh nhật thời gian ngươi cho hắn tặng hoa chuyện ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là lại nhượng ta phát hiện ngươi tiếp thu hắn mời hoặc là chủ động thông đồng lời của hắn, ta sẽ nhường ngươi lập tức theo thái tử tập đoàn biến mất. Dương chủ quản, ta tin ngươi là cái nói được thì làm được nhân, ta cũng đem ngươi cảnh cáo nghe lọc tình ký ở trong đầu. Hiện tại, ta có thể trở về đi làm sao? Nghe tới đối phương tận lực xây dựng đúng mực lời, Dương Mỹ Lệ vậy mà cảm thấy có một ti chột dạ, nàng lập tức chậm lại thái độ nói. Tiểu quý, thỉnh ngươi bỏ qua cho ta hôm nay nói chuyện với ngươi ngữ khí, thế nhưng thỉnh ngươi đứng ở ta góc độ suy nghĩ một chút, nếu như bạn trai của ngươi cùng ta mắc đi mày lại, ngươi lại hội nghĩ như thế nào? ta chưa cùng tổng giám đốc mắt đi mày lại nếu như là ai như vậy cùng lời ngươi nói vậy hắn tuyệt đối là ở phỉ bán ta ta mặc kệ ngươi có hay không dù sao cũng đã là chuyện đã qua chỉ cần sau này vĩnh viễn cũng không lại phát sinh ta cũng sẽ đương sự tình trước kia cho tới bây giờ cũng không có phát sinh quá hảo ta hiểu được khi dương chủ quản còn có cái gì khác phân phó sao đã không có ngươi đi đi tái kiến dương chủ quản dương mỹ lệ lập tức cảm thấy có chút đau đầu không ngớt mặc dù đang kiêu ngạo thượng mình là đè lại đối phương thế nhưng vừa nghe nói quý tiểu đông lại bị hoàng phủ chính mời tiến vào phòng làm việc của hắn nàng liền cảm thấy như là nuốt một cái sống con ruồi như nhau buồn nôn cùng không thoải mái đối với quý tiểu đông nói lời từ biệt nàng không có nói một lời chỉ là phất phất tay làm cho nàng mau ly khai này có lẽ là quý tiểu đông từ lúc chào đời tới nay nghe qua tối nặng trước đây lúc ở nhà bởi vì là lão yêu, cho nên mỗi người đô sủng nàng, nhượng nàng. Lúc đi học cũng sâu được lão sư cùng các bạn học nhiệt tình, đây đó giữa cũng có thể làm đến lấy lễ tương đãi. Làm việc hậu mặc dù cũng đổi quá mấy nhà đơn vị, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành rồi, còn chưa từng có ai đối với mình đã nói một câu lời nói nặng, cho dù ở chính mình làm việc làm lỗi thời gian lãnh đạo cũng biểu hiện rất khoan dung rộng lượng hôm nay thì ngược lại nhượng dương chủ quản cho mình tới một kết chắc thực ra oai phủ đầu nếu như nói hướng tổng giám đốc chỉ ra dương chủ quản tư liệu có lầm là một chân chính sai lầm lời nàng kia hôm nay bị quở trách coi như là trừng phạt đúng tội thế nhưng trên thực tế nguyên nhân vậy mà là bởi vì mình cùng tổng giám đốc đi được gần quá rốt cuộc là ai quy định tổng giám đốc chỉ có thể là dương chủ quản vật phẩm riêng tư mà người ngoài hết thảy cũng không thể nhớ đâu tổng giám đốc đã nói Dương Mỹ Lệ bất là bạn gái của hắn, nhưng nàng còn là chiếm lấy hắn không buông. Nếu như ở trước đây, mình ở thu được cảnh cáo sau nhất định sẽ trùng bước, thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng, tổng giám đốc rõ ràng không có thích bất luận kẻ nào, khi mình thích hắn lại xem như là cái gì lỗi. Bằng mặt không bằng lòng loại sự tình này quý tiểu đông còn là biết nên làm như thế nào, đã rõ ràng mình không phải là dương chủ quản đối thủ, như vậy nàng quyết định muốn ở trong bóng tối cùng nàng đối nghịch vì vì mình mà lại liền là thích tổng giám đốc, cho dù là len lén thích cũng tốt. Cảm giác mình bị trước nay chưa có uy hiếp Dương Mỹ Lệ ở ngày hôm sau buổi trưa chủ động đến Hoàng Phủ Chính Phòng làm việc đi một chuyến, biểu hiện ra là tới tùy tiện nhìn nhìn, trên thực tế là vì theo Hoàng Phủ Chính ở đây nói bóng nói gió ra một ít khả năng tìm ẩn chu ti mã tích. a chính không có ý tứ, ta tháng trước làm việc tổng kết ra sai rồi. Có lẽ là bởi vì ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh, lực chú ý không đủ tập trung duyên cớ đi. Vừa đã ăn cơm trưa hoàng phủ chính tựa ở trên ghế ngồi thả lỏng thở vào nhẹ nhõm, hắn không sao cả mà tỏ vẻ. Không quan hệ, này cũng không phải đại sự gì, dù sao cuối cùng phòng tài vụ nhân hội cùng ngươi hạch toán rõ ràng, loại sự tình này ta không lo lắng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 nàng không chiếm được gì đó, người khác cũng mơ tưởng được. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi có thể lượng giải ta kia thật là thật tốt quá, không ngờ ngươi liên như thế thật nhỏ số liệu cũng có thể chú ý tới, khó trách ngươi có thể đem thái tử tập đoàn quản lý được tốt như vậy. Này không có gì, ta cũng vậy vừa vặn nhìn tới đó, phát hiện hình như có chút không thích hợp, lại nhìn một lần sau mới xác định. Đúng rồi, A9, phần tài liệu kia là ai giúp ta đưa lên. Vấn đề này là Dương Mỹ Lệ biết rõ còn hỏi, bởi vậy ánh mắt của nàng một chớp cũng không chớp chăm chú nhìn Hoàng Phủ Chính, hy vọng có thể theo trên mặt của đối phương nhìn thấy một ít khác thường thần sắc để chứng minh suy đoán của mình không có sai, nhưng đồng thời trong lòng vừa hy vọng hắn có thể biểu hiện được bằng phản đảng. Có lẽ chỉ có hắn chính miệng nói ra lời mới có thể làm cho mình tin tưởng hắn cùng quý tiểu đông thực sự không quen, cũng chưa từng làm bất luận cái gì vượt rào việc là các ngươi bộ môn quý tiểu đông làm sao ngươi biết là nàng đưa lên ngươi xem thấy nàng là ta gọi cung thư ký thỉnh nàng giúp đưa lên bởi vì ngươi ngày đó bất ở công ty mà ta lại không biết hành chính bộ những người khác cho nên đành phải tìm nàng ngươi nhận thức nàng hoàng phủ chính không thích loại này như là bị tiêu khiển ký giả truy cứu đến cùng cảm giác hắn tùy ý có lệ đạo đúng vậy ở trong công ty thấy qua nàng mấy lần cho nên liền biết ngươi cảm thấy nàng người này thế nào ngươi hỏi cái này để làm gì dương mỹ lệ cũng trở về đáp rất lẽ thẳng khí hùng tùy tiện hỏi hỏi dù sao cũng là nói chuyện phím thôi nàng nha hẳn là xem như là so sánh chân thành thành thật loại người như vậy đi dùng cái gì thấy rõ cá nhân cảm giác đi dù sao thoạt nhìn không giống như là khôn khéo nhân đúng vậy nàng nhìn qua cũng đích xác như là so sánh an phận loại người như vậy là đúng rồi ngươi cùng nàng tán gẫu qua thiên sao bằng không sao có thể với nàng có sơ bộ ấn tượng dương mỹ lệ một loạt đặt câu hỏi nhìn như thờ ơ nhưng thực sớm đã khiến cho hoàng phủ chính cảnh giác hiện tại dương mỹ lệ rõ ràng có ghen hiềm nghi nhưng là mình cùng quý tiểu đông rõ ràng không có bất kỳ làm được quá phận địa phương chỉ là suy nghĩ đến bảo hộ mục đích của nàng hoàng phủ chính còn là tránh nặng tìm nhẹ tiết lộ một phần không quan hệ đau khổ tin tức xem như là tán gẫu qua đi mấy ngày hôm trước nàng giúp tống trong tài liệu đến ta còn thỉnh nàng tiến vào ngồi một hồi các ngươi trò chuyện cái gì mỹ lệ ngươi thế nào quan tâm khởi này tới nhân gia là quan tâm ngươi thôi cho nên mới tới hỏi một chút không có trò chuyện cái gì chính là hỏi một chút chuyện công tác rất nhanh nàng liền đi như vậy trả lời hiển nhiên nhượng Dương Mỹ Lệ rất bất mãn ý, cũng rất không yên lòng. Ở cố ý làm ra một trận trong thời gian ngắn tạm dừng sau, nàng lại không tiết bị đặc biệt đặc đạo. Ngươi biết không? Ta nghe các đồng nghiệp nói hình như nàng thích ngươi nha. Ai? Quý Tiểu Đông. Hoàng Phủ Chính có chút không dám tin lỗ tai của mình, hai người chỉ là gần đây mới nhiều hơn chút giao lưu, nhưng thuần túy chỉ là bằng hữu giữa, nói là nếu thích vậy thái vu vơ đúng vậy ta là có một ngày ở trong phòng làm việc trong lúc vô ý nghe thấy các đồng nghiệp ở sau lưng nàng nghị luận kỳ thực nàng nguyên lai đã có bạn trai thế nhưng từ tiếng thái tử tập đoàn sau vẫn len lén thầm mến ngươi còn đem nàng nguyên lai bạn trai cấp quăng ta hiện tại thực sự hoài nghi nàng ban đầu là cố ý hướng trên người của ngươi hắc thủy đến khiến cho ngươi chú ý đâu ta cảm thấy không quá khả năng nàng thoạt nhìn tịnh không giống như là như vậy có ý cơ nhân hơn nữa nàng sao có thể biết ta lúc nào sẽ xuất hiện ở chỗ đó đâu chuyện này ta không có chứng cứ cho nên cũng không tốt nói lung tung nói thế nhưng ta đề nghị ngươi suy nghĩ một chút nếu như nàng không thích ngươi vì sao ở sinh nhật thời gian sẽ cho ngươi tặng hoa đâu hoàng phủ chính trái lại bị vấn đề này cấp hỏi ở hơn nữa này đích xác cũng là một tương đương rõ ràng điểm đáng ngờ có lẽ ở quý tiểu đông trên người còn có càng nhiều hơn mình còn không biết bí mật đi này ta cũng không rõ lắm đúng rồi ngươi còn nghe được các đồng nghiệp nói nàng cái gì sao nàng thoạt nhìn còn là rất lanh lợi cho nên các đồng nghiệp cũng không có cảm thấy nàng có cái gì không thích hợp địa phương chính là nghe nói nàng vì mong muốn không thể cùng ngươi mà cố ý vứt bỏ yêu nhau nhiều năm bạn trai ta xem nàng thật là thái không biết lượng sức không biết này có phải thật vậy hay không bất quá có thích hay không ta kia là tự do của nàng lại nói pháp luật thượng cũng không có quy định nói nhất định không thể thích ta dương mỹ lệ kích động được liên thanh âm đô có chút phát trung nàng lo lắng sợ sệt hỏi nghe lời ngươi ngữ khí hình như là tán thành nàng thích ngươi này đảo không có ta nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi chẳng lẽ ta nói sai ngươi đương nhiên không có nói sai ta chỉ là cảm thấy nàng vì thiếu phấn đấu mấy chục năm vậy mà có thể phản bội bạn trai của mình loại này nhân thật là thái không biết xấu hổ mặt một câu cuối cùng xích lõa lõa phê bình nhượng hoàng phủ chính không bao giờ nữa có thể giả bộ hồ đồ, hắn đầu tiên phá dương Mỹ Lệ đài nói. Ta hiểu được, Mỹ Lệ, ngươi hôm nay tới là muốn nghe được một chút quý tiểu đông ở tống tư liệu thời gian cùng ta hàng huyên cái gì đúng hay không? Kỳ thực ngươi đã sớm biết là nàng cho ta đưa lên đi. Được rồi, ta thừa nhận ta đích xác đã sớm biết là nàng tống, thế nhưng nàng ở đồng sự gian danh tiếng thực sự không tính là quá tốt, ta cảm thấy có tất muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đương nhiên có theo hay không nàng gặp gỡ là quyền tự do của ngươi, ai cũng không thể can thiệp. Này ta biết, ta sẽ chú ý đúng mực. Vậy thì tốt, sau này muốn cùng nàng giữ một khoảng cách, nếu không nàng còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đến hấp dẫn ngươi chú ý đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Bất quá, ta hiện tại thực sự còn chưa có yêu đương tính toán, cho nên bất kể là ai, hiện nay cũng không thể hấp dẫn ta chú ý. Nhìn như thành công gây xích mích hoàng phủ chính cùng quý tiểu đông quan hệ hậu, Dương Mỹ Lệ trong lòng vừa vạn thụ một ít, không ngờ lại nghe tới hoàng phủ chính nhìn như là vì làm cho mình yên tâm, kỳ thực thượng là liên tình cảm của mình cũng bài trừ bên ngoài lời, trong lòng nàng lập tức như là lật úp ngũ vị bình như nhau phức tạp. Chính mình lần này bị đặt hành động rốt cuộc là lợi so với với tệ còn là tệ lớn hơn lợi đâu. Không ngờ lúc trước cực không chớp mắt nhân bây giờ lại thành chính mình tình địch, Dương Mỹ Lệ cũng chỉ có thể là tự trách mình dẫn sói vào nhà. Bất quá, theo tình huống trước mắt đến nói, sự tình còn không tính quá tệ, ít nhất nàng không chiếm được gì đó, người khác cũng mơ tưởng được. Mặc dù Hoàng phủ chính đối quý tiểu Đông cho mình tặng hoa mục đích vẫn chưa biết được, nhưng hắn vẫn tin tưởng kỳ lúc trước ở phỏng vấn thời gian đã nói mình đã có bạn trai chỉ là vì khoan dương chủ quản tâm hơn nữa nàng còn đang chính mình trúng thưởng hậu thỉnh các đồng nghiệp ăn đồ ăn vặt, sinh nhật thời gian cũng thỉnh các đồng nghiệp ăn cơm, như vậy xem ra của nàng đồng sự không nên hội ở sau lưng như vậy phỉ bán nàng. Dù cho thật sự có nhân đã nói như vậy, khi đánh giá đồng tình hẳn là vô tội quý tiểu đông mới đúng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Đồng thoại cùng hiện thực cuộc sống khác nhau bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dương Mỹ Lệ ở Hoàng Phủ Chính Phòng làm việc đợi cho buổi chiều phải đi làm mới rời đi, có lẽ là bị câu kia ta hiện tại thực sự còn chưa có yêu đương tính toán, hung hăng đã kích, nói chung trong lòng nàng ngăn được hốt hoảng, nếu như trễ phát tiết ra tới nói, sợ rằng toàn bộ buổi chiều thậm chí ngay cả buổi tối tâm tình cũng không thể hội tốt. Nàng lại dùng điện thoại đem quý tiểu đông gọi vào phòng làm việc của mình. Dương chủ quản, Ngươi tìm ta có việc sao? Ta mới từ A9 chỗ đó trở về, hỏi một ít về ngươi lần trước ở hắn trong phòng làm việc nói chuyện phiếm tình huống, thế nhưng hình như nói cho ngươi có chút xuất nhập thôi. Quý tiểu đông sớm có chuẩn bị, dù sao ở Dương chủ quản không có lấy ra cụ thể chứng cứ trước mình chính là không thừa nhận, miễn cho nàng khả năng chỉ là cố ý hù hù chính mình mà thôi. Cho nên nàng chẳng hề để ý đáp lại nói: Không biết Dương chủ quản chỉ chính là phương diện nào? Ngươi nói ngươi cùng A chính bình thường chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng hắn rõ ràng nói các ngươi đã gặp mặt vài lần, xem như là biết, cho nên mới mời ngươi tiến hắn phòng làm việc. Khả năng thấy qua đi, nói thí dụ như ở công ty cửa, ta bước đi đi đáp tàu điện ngầm về nhà, hắn thì lái xe theo bên cạnh ta trải qua, nhưng chúng ta đô không nói gì, có đôi khi ta ở trên hành lang cũng sẽ thấy tổng giám đốc xe lái vào đây, nhưng là chúng ta cách ít nhất tầng 16 lâu, không biết ở Dương chủ quản xem ra chúng ta như vậy có tính không là tiếp xúc đâu. Còn là tổng giám đốc hắn đã nói với ngươi ngày nào đó, ở nơi nào, ta cùng hắn là thế nào tiếp xúc qua sao? Dương Mỹ Lệ bị trách móc được lập tức hỗn hển khởi đến, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên có chút vặn vẹo, nàng thở hồng hộc nói: "Tiểu Quý, xem ra ngươi là một chút cũng không sợ ta, cũng dám như vậy nói chuyện với ta." Bất, vừa vặn tương phản, Chính là bởi vì ta sợ ngươi cho nên mới phải muốn lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này. Nếu như ta ủy ủy lui lui, ấp a à ấp úng lời ngươi khả năng lại muốn hoài nghi ta trong lời nói chân thật tính, hơn nữa ta thẳng thắng có thể sẽ nhượng ngươi tạm thời cảm giác không thoải mái, nhưng là lại sẽ làm ngươi vĩnh viễn yên tâm, không phải sao? Không ngờ ngươi trước đây một bộ an phận thủ thường bộ dáng, nguyên lai like lại nhìn một ngụm nhanh mồm nhanh miệng, ta thật là lỗi nhìn ngươi quý tiểu đông tiếp tục đúng mực nói ta là cố lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này tới ta cũng không có đối ngươi bất kính ý tứ chỉ là muốn hết sức tin tưởng biểu đạt ta quan điểm cũng hy vọng có thể tiêu trừ ngươi đối với ta hiểu lầm dương chủ quản ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao ta rất cam tâm tình nguyện đem ta biết tất cả đô nói cho ngươi biết hy vọng ngươi nói đô là thật tâm nói đúng rồi A chính vừa nói với ta tặng hoa chuyện cho hắn tạo thành rất lớn quái nhiễu, bởi vì là trước mặt ta nhận lấy, hắn sợ ta hội tranh cánh trong lòng, cho nên nhiều lần theo ta giải thích thật nhiều thứ. Hơn nữa hắn còn nói nếu như tại chỗ cự tuyệt ngươi lời lại sợ ngươi ở mặt mũi thượng ấy nấy, cho nên mới không thể không hy sinh tình cảm của chúng ta đến tác thành ngươi một chút nhất xương tình nguyện. Về ta cấp tổng giám đốc tặng hoa chuyện, ta trước đã cùng ngươi giải thích qua. Nếu như ngươi còn là không tin, có thể lập tức đi hỏi lưu tổ trưởng, ở chuyện này thượng ta kiên trì cho là mình là oan uổng nhất. Nếu chuyện này thực sự ảnh hưởng đến ngươi cùng tổng giám đốc cảm tình, vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đem chân tướng nói cho hắn biết đi, mặc dù có thể sẽ nhượng hắn tạm thời thật mất mặt, nhưng nói tóm lại còn là lợi nhiều hơn hại. Ta với ngươi nhắc tới chuyện này không phải muốn cho ngươi đi bắt a chính mặt mũi, mà là nhắc nhở ngươi sau này đừng nữa làm loại này ô long chuyện. Hắn tâm địa thiện lương như vậy, ngươi tốt nhất không muốn lợi dụng hắn cái nhược điểm này. Xin ngươi tin tưởng, chuyện này ta cũng không muốn phát sinh, dù sao ta còn tổn thất một bó hoa đâu. Dương Mỹ Lệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không thèm hỏi ngược lại. Hoa của ngươi đáng giá còn là ta cùng A chính cảm tình đáng giá. Đương nhiên là cảm tình đáng giá. Nếu như ngươi cảm thấy không có ý tứ khai này miệng lời, ta có thể tự mình đi cùng tổng giám đốc giải thích thậm chí còn có thể kéo lên lưu tổ trưởng làm chứng nhân ngươi hãy chấm dứt việc đó đừng nghĩ dùng bất kỳ cớ gì gần chút nữa a à chín nếu như ngươi đủ thức thời lời ta sẽ nhường ngươi tiếp tục ở thái tử tập đoàn tiếp tục ở chung bằng không tùy thời nhượng ngươi rời đi lại lần nữa nghe thấy uy hiếp trắng trợn hơn nữa còn là chính mình lớn nhất uy hiếp quý tiểu đông thực sự không muốn mất đi phần này làm việc càng không muốn ly khai những thứ ấy tràn ngập hữu ái các đồng nghiệp Vụ người chế trụ nàng phóng mềm nhũng ngữ khí nói ta biết được rồi trước như vậy đi dương chủ quản tái kiến dương mỹ lệ tay phải phủ ngạch tức giận thì thào tự nói khởi đến thanh âm lại là quý tiểu đông vừa có thể nghe thấy âm lượng thực sự là đau đầu tử vốn có chúng ta đã đính hảo ngày cưới hiện tại xem ra lại không thể không dời lại quý tiểu đông đương nhiên không tin những lời này kia chẳng qua là nàng nghĩ ở trước mặt mình vãn hồi một chút mặt mũi mà cố ý tác một lời nói dối mà thôi. Bất quá, tượng hiện tại loại này xé rách da mặt cảm giác thực sự rất không dễ chịu, nếu như có thể, nàng hy vọng chính mình không có bị phái đi cấp tống cái gì tư liệu, mặc dù sẽ thiếu một lần cùng tổng giám đốc tiếp xúc cơ hội, thế nhưng đối với nhỏ bé như cỏ giới nàng đến nói, ban ngày có thể xa xa nhìn hắn, buổi tối lại có thể len lén nghĩ hắn vốn có cũng đã là một loại hạnh phúc mặc dù như vậy thoạt nhìn hình như rất không có chí khí, nhưng luôn luôn không ôm chí lớn quý tiểu đông cũng coi như lý trí. Mình biết mình cùng tổng giám đốc là người của hai thế giới, mặc dù thích hắn, nhưng là từ đến không dám vọng tưởng có thể chiếm hữu hắn, bởi vì cô bé lọ lem gặp thượng vương tử cố sự chỉ có thể là phát sinh ở trong chuyện cổ tích, mà hiện thực cuộc sống lại sao có thể sẽ là đồng thoại đâu. Tâm tình có chút u ám quý tiểu đông kéo cửa ra chính muốn đi ra đi, đột nhiên nhìn thấy tổng giám đốc chính đứng cách cửa chưa đủ hai thước địa phương xong chính mình im lặng là một suyệt thủ thế. Quý tiểu đông cả kinh, một tiếng thét chói tai đang muốn thốt ra, mấy phen dãy dụa sau cuối cùng cũng bị chính mình đúng lúc đè ép xuống. Nàng vội vã bả môn nhẹ nhàng đóng cửa, vì xác định chính mình thực sự đóng kỹ, nàng thậm chí còn dùng tay lắc lắc môn đem hậu mới yên tâm đi hướng tổng giám đốc. Quý tiểu đông cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tổng giám đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này muốn tìm dương chủ quản sao không phải ta muốn tìm chính là ngươi bất quá hiện tại tựa hồ còn không phải lúc như vậy đi hôm nay tan tầm sau ta lại tới tìm ngươi nga hảo ta đi trước ngươi cũng trở về đi bận đi hoàng phủ chính trên mặt có không bình thường màu đỏ hắn sau khi nói xong liền nhanh chóng đáp thang máy ly khai chỉ còn lại có quý tiểu đông một người sững sờ ở tại chỗ tổng giám đốc vì sao lại tìm đến mình. Nếu như là công sự, rõ ràng gọi điện thoại là có thể thông tri đến nàng, nếu như là việc tư, chẳng lẽ hắn tính toán ngay trước toàn phòng làm việc nhân mặt đem mình kêu lên đi, sau đó thông tri chính mình hôm nay sau khi tan việc chờ hắn một chút không? Còn là, hắn đã sớm xuất hiện ở dương chủ quản cửa phòng làm việc ngoại, cũng nghe tới các nàng sở hữu đối thoại. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 97 Yêu đương vụn trộn 1. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quý tiểu đông đột nhiên đánh một lạnh rung, hiển nhiên là bị suy đoán của mình giật mình. Hiện nay tình hình đã làm cho nàng khổ não không ngớt, nếu như sẽ đem tổng giám đốc sảm tạp tiến vào, khi chính mình sợ rằng thực sự sẽ không có ngày lành qua. Toàn bộ buổi chiều, quý tiểu đông lại đầy đủ phát huy khởi nàng nghĩ ngợi lung tung bản lĩnh, chứng minh tốt nhất liền là mới vừa phao hảo một chén nóng hổi quả trân, thất thần nàng bưng lên đến liền trực tiếp thường một ngụm nhỏ, kết quả nóng được nàng thiếu chút nữa tại chỗ ném ra cái chén. Buổi chiều sau khi tan việc, nàng cố ý cọ sát một hồi, đáng tiếc hôm nay không phải đến phiên nàng trực nhật, rốt cuộc là ở trong phòng làm việc tiếp tục chờ đi xuống hay là trước ra tìm một chỗ đợi lát nữa tổng giám đốc đâu. Phụ trách trực nhật tiểu Nguyễn cũng là mới vừa hết bận trong tay làm việc, nàng thuận miệng hỏi tiểu quý ngươi ở bận cái gì còn không đi nha quý tiểu đông phát giác chính mình kiếm cớ bản lĩnh càng ngày càng mạnh nàng cơ hồ không cần phải nghĩ ngợi sẽ theo miệng nói dối đạo ta ở cùng một người bạn nói chuyện phím nàng thất tình ở kéo ta kể khổ đâu vậy ngươi cho nàng gọi điện thoại không phải tốt hơn có thể nghe thấy ngươi chính miệng an ủi nàng nàng có thể sẽ cảm thấy thoải mái một chút thế nhưng nàng nói hiện tại không muốn nghe bất luận kẻ nào thanh âm chỉ nghĩ trốn ở một không người địa phương cùng bằng hữu tốt nhất ở trên mạng nói chuyện phím phát tiết một chút cũng là có mấy lời chính miệng nói còn không nhất định nói được đánh chữ lại không cần nhìn biểu tình tương đối có thể sẽ so sánh thả lỏng một ít ngươi phải đi về đi nếu không ta hôm nay trước thay ngươi trực nhật đẳng đến phiên ta thời gian ngươi lại đến thay ta có được không bằng hữu của ta nàng hiện tại thực sự rất cần ta tiểu nguyễn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng đương nhiên có thể cũng không phải nhiều đại chuyện khi ta đi trước ngươi hảo hảo bồi bồi nàng đi đúng rồi nàng đã ở cái thành phố này sao nếu như nàng nguyện ý có thể ước nàng ra đi một chút nói không chừng tâm tình hội hảo được nhanh hơn một chút biết hóa bi vẫn vì sức ăn thôi đi bái 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 cuối cùng một đồng sự ly khai quý tiểu đông nhớ dương chủ quản cũng đã đi rồi hiện tại toàn bộ hành chính bộ cũng chỉ còn lại có nàng một người tương đối mà nói đã an toàn thế nhưng nàng vì sao có một loại yêu đương vụn trộm cảm giác đâu yêu đương vụn trộm cùng tổng giám đốc quý tiểu đông trong lòng đột nhiên nảy lên một loại nói bất ra ngọt ngào tư vị nguyên lai tâm động làm cho người ta như vậy say mê chẳng trách trên cái thế giới này có nhiều như vậy nhân sẽ chọn phản bội xem ra yêu đương vụn trộm hấp dẫn thực sự rất lớn. Nghĩ đến mê ly quý tiểu đông thẳng thắng hai tay chống má bắt đầu rơi vào một vòng mới miên mang bất định ở giữa. Hoàng Phủ Chính ở lúc tan việc lấy có bằng hữu bữa tiệc vì do chưa cùng cha của mình cùng nhau về nhà ăn cơm, đẳng cung thư ký sau khi rời đi cách lúc tan việc đã qua nửa giờ, hành chính bộ nhân hẳn là cũng đi được chỉ còn lại có quý tiểu đông. Hắn lập tức buông trước làm bộ là ở nhìn kỹ tư liệu, cầm lên tay trang áo khoác liền trực tiếp đi ra ngoài đợi được hoàng phủ chính tiến bước chân trầm ổn đem quý tiểu đông theo trong ảo tưởng kinh lúc tỉnh lại nàng đang muốn kiểm tra một chút chính mình trang dung có hay không đúng mức đây là mỗi nữ nhân ở mặt đối mình thích nam nhân tiền đô hội làm động tác đi chỉ tiếc quá muộn hoàng phủ chính như một cái mạnh mẽ công báo bàn đã xuất hiện ở hành chính bộ cửa ban công tổng giám đốc ngươi đã đến rồi hoàng phủ chính một bên gật đầu một bên đáp lại nói Ân, ừ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tìm cái chỗ nói chuyện. Nga, hảo. Quý tiểu đông này mới phát hiện mình thậm chí ngay cả mặt bàn cũng không có thu thập xong, mặt trên loạn thất bát tao để không ít nhà nước cùng tư nhân vật phẩm, nhưng thì hiện tại giang không còn kịp rồi. Nàng tùy tiện bắt bọn nó hướng bên cạnh đảo qua, cầm lên tay nải hậu vội vã đi ra ngoài. Nàng thuận tay khép lại môn đang chuẩn bị ly khai lúc đột nhiên nghĩ khởi tự mình còn chưa có khóa cửa nàng vội vã lại xin lỗi nói một tiếng phiền phức ngươi chờ thêm chút nữa ta trước khóa chặt cửa không có việc gì đúng rồi ngươi buổi tối muốn ăn cái gì quý tiểu đông dừng lại động tác trong tay quay đầu không xác định hỏi ân ừ. ngươi hẳn là còn chưa có ăn đông tây đi chúng ta cùng đi ăn cơm được rồi hảo tốt ta không sao cả ăn cái gì cũng có thể Vậy chúng ta hay là trước đến quán cơm nhìn nhìn lại chút gì thái đi?" Quý Tiểu Đông một bên đáp ứng, trong tay lại không dừng ra tốc khóa kỹ cửa, may mắn lần này không có quá mức khẩn trương, bằng không nói không chừng lại muốn phát sinh bác bất chìa khóa cứu chuyện. Hai người cùng nhau ly khai Thái Tử tập đoàn, bởi Hoàng phủ chính xe đã bị tài xế dùng để đem phụ thân tiếp về nhà, hắn đành phải ngồi xe taxi cùng Quý Tiểu Đông cùng đi tới quán cơm. Hoàng phủ chính chọn nhà này quán cơm tương đương xa hoa, hơn nữa còn là quý tiểu đông chưa từng có đã tới. Lấy kinh tế năng lực, ở đây ăn một bữa cũng không phải làm không được sự, chỉ là nhất định sẽ đau lòng được thịt trụng mà thôi. Quần áo chỉnh tề nam nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ hỏi. Buổi tối hảo, xin hỏi mấy vị dùng cơm. Hai vị. Phiền phức ngươi giúp chúng ta tìm cái yên tĩnh một điểm vị trí. Hảo, mời đi theo ta nhân viên phục vụ đem bọn họ dẫn tới chung quanh đều là bàn trống tử địa phương ngồi xuống hỏi tiếp bọn họ là phủ lập tức bắt đầu gọi món ăn hoàng phủ chính trên mặt lúc này mới đổi lại so sánh nhẹ nhõm thần sắc hiển nhiên đối vị trí này rất hài lòng hắn lễ phép ra hiệu quý tiểu đông gọi món ăn ta không kén ăn cho nên tổng giám đốc ngươi quyết định được rồi ta kiên trì muốn ngươi ít nhất điểm một đạo thái vậy được rồi quý tiểu đông mở ra thực đơn tùy ý điểm một đạo mình thích hương hành bạo tôm, hoàng phủ chính thì tích lý trầm địa điểm ba bốn món ăn, hoặc nhìn rất rất quen bộ dáng. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, hoàng phủ chính mở miệng nói. Ngươi ở bên ngoài không cần gọi ta tổng giám đốc, hơn nữa nghe còn rất không thoải mái. Vậy ta nên gọi ngươi là gì hảo đâu? Này, ta còn chưa có nghĩ đến, ba ba ta vẫn gọi ta a chính Này vô cùng thân thiết xưng hô là quý tiểu đông mơ tưởng lấy cầu, thế nhưng mà lại nàng lại không dám nhận thụ, thế là vội vã trang ra khách sáo bộ dáng nói. Ha ha, ta cũng không dám đối ngươi như vậy gọi thẳng kỳ danh, dù cho ngươi kiên trì cũng không được. Khi còn là quên đi, dù sao cũng sẽ không có bao nhiêu người nghe thấy, tổng giám đốc liền tổng giám đốc đi. Nếu không, ta kêu ngươi lão đại thế nào? Như vậy đã có thể biểu hiện ra ta tôn kính cũng sẽ không tiết lộ ngươi quá nhiều thân phận, hơn nữa hiện tại lão đại đã thành một rất bình thường khẩu ngữ. Hoàng Phủ Chính thật nhanh suy tư một chút, lập tức đồng ý đạo. Ân, ừ, cũng tốt, ngươi sau này ở bên ngoài đã bảo ta lão đại đi, như vậy nghe so với tổng giám đốc dễ nghe hơn. Kia, lão đại, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở dương chủ quản cửa phòng làm việc đâu? Nếu như ta với ngươi nói điểm nhi chính sự, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi muốn ăn? kỳ thực cũng không phải đại sự gì, ta có thể đợi được ăn cơm lại nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 Yêu đương vụn trộn Nhị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không quan hệ, trừ phi là mạng người vô cùng quan trọng chuyện, bằng không ta sẽ không không có muốn ăn. Vậy thì tốt. Vậy ta liền nói cho ngươi lời nói thật, buổi trưa hôm nay dương mỹ lệ đến phòng làm việc của ta nói về ngươi ban tống tư liệu chuyện nàng hình như đối ngươi lòng cảnh giác thật nặng hỏi ta rất nhiều vấn đề ta tổng cảm thấy có điểm gì là lạ cho nên ta liền cùng ở sau lưng nàng xuống lầu tới không ngờ nàng quả nhiên tìm ngươi nói chuyện điều này cùng ta tưởng tượng trung chính là giống nhau như đúc quý tiểu đông như là nghe thấy cái gì đại tin tức như nhau kêu sợ hãi lên tiếng cái gì ngươi là chuyên môn đến nghe trộm nhỏ giọng dùng một chút xin lỗi ngươi cũng nghe được đại bộ phận đi quý tiểu đông sợ đến cứng còng thân thể không nhúc nhích hắn cư nhiên nghe thấy đại bộ phận ngươi đang suy nghĩ gì không có a à, chính là có chút giật mình mà thôi tin tức này sẽ ảnh hưởng ngươi muốn ăn sao sẽ không bởi vì ta không có làm cái gì đuối lý sự hoàng phủ chính nhìn quý tiểu đông vẻ mặt chính khí thần sắc hắn đột nhiên đổi giọng nói vậy thì tốt kỳ thực ta là lừa gạt ngươi ta cái gì đô không có nghe được quý tiểu đông ở thả lỏng đồng thời lại cảm thấy có chút không dám tin tưởng nàng kinh ngạc hỏi tới a à, ngươi cùng ta nói đùa đúng vậy ta sao có thể sẽ đi nghe trộm người khác nói chuyện vậy ngươi ở trên hành lang rốt cuộc là muốn làm gì hoàng phủ chính cũng là vẻ mặt chính kinh hắn bình tĩnh nói không làm gì nghĩ đến tìm dương mỹ lệ nhìn thấy ngươi từ bên trong ra hậu ta đột nhiên lại cảm thấy không có chuyện gì cho nên liền đi vậy ngươi hôm nay tìm ta ra có chuyện gì không không có chính là ăn cơm nói chuyện phiếm mà thôi một trận nhợt nhạt thất vọng tình nảy lên quý tiểu đông trong lòng loại này không có mang theo mục đích gặp mặt ăn cơm không phải là mình muốn nàng bao nhiêu hy vọng hoàng phủ chính là có chuyện muốn tìm chính mình thương lượng hoặc là nói điểm cái gì khác cũng được bằng không như thế đáng giá kỷ niệm ban đêm chỉ sợ cũng muốn lãng phí một cách vô ích nga ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đâu ngươi nghĩ rằng ta có thể có chuyện gì hẳn là cũng không có là không có nghĩ đến vì sao ngươi lại đột nhiên muốn mời ta ăn cơm mà thôi ta thỉnh bằng hữu ăn cơm còn cần lý do sao làm bằng hữu hai chữ theo hoàng phủ chính trong miệng nói ra quý tiểu đông lại lập tức cao hứng lên bọn họ rốt cuộc không chỉ là đồng sự quan hệ Hiện tại ít nhất còn nhiều một người bạn quan hệ, mặc dù thoạt nhìn còn có chút nghi xa lánh, nhưng ít ra cùng bình thường đồng sự có rõ ràng khác nhau, đây tính là một loại tiến bộ đi. Đương nhiên không cần. Cám ơn ngươi để mắt ta, coi ta là thành là bằng hữu của ngươi. Phát sinh ở trên người chúng ta sự tình thái ly kỳ, cho nên chúng ta nghĩ không trở thành bằng hữu cũng khó. Kỳ thực đô là lỗi của ta, lần đầu tiên gặp mặt liền hát ngươi vẽ mặt thủy. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đô cảm thấy buồn cười. Hoàng phủ chính không có lập tức nói tiếp, hắn có như vậy trong nháy mắt thời gian bị Quý Tiểu Đông trên mặt vui vẻ tươi cười lây. Hiện tại xem ra, vừa nói đến bằng hữu chuyện, nàng thật không có đem mình làm là tổng giám đốc đến xem đãi, mà loại cảm giác này rõ ràng bỗng cực kỳ. Cũng chỉ có ở loại này không trói buộc dưới tình huống, Quý Tiểu Đông mới có khả năng nhất hội toàn bộ đối với mình nói lời thật đi. Thái rất nhanh sẽ đưa đi lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian rất nhanh liền quá khứ. Quý tiểu đông hoàn toàn đem trước mặt mình này khắc phái trở thành là có thể ngang vai ngang vế bằng hữu, trừ chốc chốc hội bởi vì hắn lời mà tim đập trộn lên ngoài, hắn thực sự cùng khác bằng hữu bình thường không khác. Đợi được hai người cơ hồ là đồng thời thỏa mãn để chén cơm xuống, ngẩng đầu cho nhau đối diện thời gian bọn họ đều có chút kinh ngạc, cũng có nho nhỏ mừng rỡ, bọn họ tương tự chỗ thật là càng ngày càng nhiều. Hoàng Phủ Chính khóe miệng hơi nhếch lên, tràn ngập thân sĩ phong độ hỏi. Ngươi ăn no. Ân, hơn nữa còn không phải bình thường ăn no. Đều do món ăn ở đây ăn rất ngon, ta có chút kìm lòng không đậu. Kìm lòng không đậu là dùng để hình dung ăn cơm sao. Hình như cũng không có ai nói không thể đi, một từ đa dụng thôi. Ta xem là chính ngươi phát minh mới đúng. Được rồi, hiện tại nên cùng ngươi nói chính sự quý tiểu đông trên mặt đẹp để tươi cười còn không kịp thu hồi đi liền dừng lại nguyên lai hắn tìm chính mình thật là có sự chỉ là bất kể là chuyện gì nàng quyết định đều phải duy trì đủ bình tĩnh lão đại thỉnh nói kỳ thực ta hôm nay xác thực ở dương mỹ lệ cửa phòng làm việc ngoại nghe lén các ngươi nói chuyện của các ngươi nói ta trên cơ bản cũng nghe được ân ừ, còn có đâu hoàng phủ chính hỏi ra này áp ở chính mình trong lòng mấy tháng vẫn huyền mà chưa quyết vấn đề ta hôm nay gọi ngươi ra chính là muốn hỏi một chút ngươi cho ta tặng hoa cùng mặt mũi của ta thậm chí là lưu tổ trưởng có quan hệ gì vốn có quý tiểu đông còn tính toán tượng đối đại dương mỹ lệ như vậy đối đãi hoàng phủ chính như nếu như đối phương bất lấy ra một điểm chứng cứ đến chính mình là tử không giữ lời bởi vì hắn cũng là mình không thể đắc tội nhân đã bây giờ có thể nhắc tới mặt mũi của hắn cùng với lưu tổ trưởng vậy đầy đủ chứng minh hắn là thật nghe thấy mình và dương chủ quản đối thoại như vậy lời chính mình nên thay mặt khác một loại sách lược đó chính là thẳng thắn rốt cuộc ta có thể hay không thỉnh ngươi trước trả lời ta một vấn đề đương nhiên có thể ta cho ngươi tặng hoa cũng không có tượng dương chủ quản sở nói như vậy cho ngươi tạo thành cái gì quấy nhiễu đi không có hôm nay buổi trưa ta cùng nàng cơ hồ đô không có nói ra quá chuyện này. Quý tiểu đông thật sâu hít một hơi, sau đó nhắc nhở. Tốt lắm, lão đại, ta có thể thẳng thắng, thế nhưng thỉnh ngươi nhất định không nên tức giận hoặc là hối hận, bởi vì chân tướng có thể sẽ nhượng ngươi thất vọng. Hoàng phủ chính lây trên mặt nàng nghiêm túc biểu tình, mình cũng chững chạc đàng hoàng bề mặt quả đất thái nói. Ngươi nói đi, ta không sợ, ta thà rằng bị dọa cũng không muốn trăm mối ngờ không giải được kỳ thực kia bó hoa là lưu tổ trưởng đưa cho ta, ngày đó buổi trưa ta cầm nó chẳng qua là tính toán đến phòng vệ sinh tiếp điểm thủy đến phun một chút, sau đó ở cửa lại đột nhiên gặp được ngươi. Ngươi xem thấy ta dơ hoa, tưởng là muốn tặng cho của ngươi, bởi vì ngày đó là sinh nhật của ngươi. Thế nhưng ngươi khả năng thoáng cái không nghĩ đến, ngày đó cũng là sinh nhật của ta. Ngắn mấy câu quả nhiên tin tường giải thích này tất cả, thậm chí còn đem sự tình phát sinh nguyên nhân đô phân tích được rồi hoàng phủ chính thì khiếp sợ ở sự tình chân tướng lý mặc dù hắn từng đã làm rất nhiều liên quan phỏng đoán thế nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới chân tướng hội là như thế làm cho người ta thất vọng xin lỗi bất đây là ta chính mình yêu cầu ngươi thẳng thắn cũng là ta nghĩ muốn kết quả ngươi không có bất kỳ lỗi lầm nào lão đại trước ngươi có nghĩ tới ta là vì sao lại cho ngươi tặng hoa sao hoàng phủ chính cũng như thực chất trả lời đạo ta vẫn cho là hẳn là ngươi thay người khác đưa cho ta. Ân, ừ, nghe cũng có thể, đáng tiếc ta trong lúc vô ý làm một việc vậy mà nhượng Dương chủ quản vẫn canh cánh trong lòng, nàng hẳn là rất hận ta đi. Có lẽ nàng nói đúng, là ta ảnh hưởng đến nàng đối ngươi cảm tình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99. Yêu đương vụn trộm. Tam bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đúng rồi nàng là làm sao biết chân tướng là nàng chủ động hỏi ta ta khi đó nghĩ một bên là đắc tội ngươi một bên là đắc tội nàng mặc dù ngươi so với nàng quyền lực đại thế nhưng nàng so với ngươi nhưng sợ cho nên ta chỉ hảo cùng nàng nói thật không ngờ sự tình nguyên lai là như vậy ngươi lúc đó có phải hay không cảm thấy đặc biệt đâm lao phải theo lao nhớ lại chuyện cũ quý tiểu đông đến bây giờ còn cảm thấy dở khóc dở cười mặc dù không sai tất cả trên người mình kỳ hoang đường trình độ cũng cơ hồ có thể dùng không tiền khoáng hậu để hình dung nhưng này tất cả mà lại cứ như vậy xảy ra còn dẫn phát rồi một loạt hiểu lầm cấp đương sự lưu lại không ít quấy nhiễu ta cũng không phải đau lòng chính mình hoa không hiểu ra sao cả liền bị dịch chủ chỉ là sợ ngươi hiểu lầm mà thôi bởi vì ngươi với ta ấn tượng vốn có sẽ không hảo ta sẽ cho ngươi tặng hoa lời chỉ sợ cũng càng thêm nói không rõ ràng. Hoàng Phủ Chính lắc lắc đầu, tương đương khẳng định nói. Ngươi không có cho ta lưu lại cái gì ấn tượng xấu, nếu như ngươi chỉ chính là hắc thủy lần đó, ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ta thực sự không để ý, bởi vì ta biết ngươi không phải cố ý. Cám ơn ngươi rộng lượng. Kỳ thực ta lúc đó khẩn trương được muốn chết, một mặt hy vọng ngươi có thể mắng ta mấy câu tiêu nguôi giận, về phương diện khác lại không muốn ngươi đối với ta phát hỏa, nói chung tâm tình đã sợ hãi lại mâu thuẫn. Bất quá, mãi cho đến cuối cùng đô không có nghe được ngươi trách cứ ta nửa câu, lúc đó ta cảm thấy nhân phẩm của ngươi siêu hảo, ý chí cũng siêu rộng rãi. Này kỳ thực không có gì, ta không phải đặc biệt dễ tức giận nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đầu tiên là hát ngươi vẽ mặt thủy, sau đó hay bởi vì cùng cùng tuổi ngươi cùng nguyệt đồng nhất sinh ra mà thắng dương chủ quản lấy đi giải thưởng lớn sau đó còn ở trước mặt nàng cho ngươi tặng hoa thậm chí ta còn hướng ngươi chỉ ra lỗi của nàng lầm mặc dù chuyện này hiện nay nàng còn không biết thế nhưng tống đóng lại vừa nhìn nàng oán hận ta cũng vậy hẳn là nàng hiện tại đối với ngươi như vậy có phải hay không vẫn ở đề phòng ngươi quý tiểu đông cuối thấp đầu xuống hình như có chút không muốn thừa nhận trả lời đạo trước đây ta tịnh không cảm thấy thế nhưng từ lần trước thay nàng cho ngươi tống tư liệu sau nàng tìm ta nói chuyện hai lần nói ta nhìn ra được nàng rất không cao hứng hoặc là nói là tràn đầy lo nghĩ đi lo nghĩ ngươi là nói nàng đang sợ ngươi bất đương nhiên không phải ý của ta là nói nàng hình như đặt chớ khẩn trương ngươi sợ bị người khác đoạt đi rồi như nhau kỳ thực ta người như vậy căn bản không phải là đối thủ của nàng nàng hoàn toàn có thể lờ đi ta ta biết nàng rất quan tâm ta đúng rồi mỹ lệ chuyện thỉnh ngươi nhất định không muốn đối với người khác nói bởi vì ta không nhớ nàng bị người khác vài phần kính trọng đầu tiên ta không có này đảm bởi vì ngươi cùng nàng đô là cấp trên của ta thứ nhì ta cũng không có này tâm bởi vì mỗi một khỏa yêu người khác tâm đô đáng giá tôn trọng nhưng bất bởi vì yêu người khác mà trở nên hèn mọn coi như là yêu sai rồi nhân tâm ý của nàng cũng không dung bất luận kẻ nào dẫm lên. Hoàng Phủ Chính bị nàng giàu có triết lý lời nói cùng vẻ mặt nghiêm túc sở thuyết phục, rõ ràng là cùng chính mình từng có không thoải mái nhân, sau này còn có thể sẽ gặp phải đối phương vô lý trả thù, nhưng vẫn là thay nàng nói công đạo nói, này là như thế nào một kỳ nữ tử đâu. Khi nếu như sau này Mỹ lệ nàng tìm ngươi phiền phức ngươi hội định làm như thế nào? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, ta sẽ tận lực làm cho mình đang làm việc bà con cô cậu hiện được không chê vào đâu được, nếu như vạn nhất vẫn bị nàng bắt được nhược điểm vậy chứng minh ta làm được còn chưa đủ hảo, bị nàng tìm phiền toái cũng là ta sống nên. Ngươi thực sự là muốn như vậy. Quý tiểu đông tượng cái tiểu hài tử như nhau nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mấy sau mới khẳng định trả lời đạo. Ít nhất bây giờ là làm bằng hữu, nếu có cái gì cần giúp, hoan nghênh ngươi tìm đến ta hoặc là ngươi có cái gì nghĩ đối mỹ lệ lời nói bất tiện chính miệng nói với nàng, ta cũng có thể thay chuyển đạt. Cảm ơn, ta với nàng cũng không có cái gì nói tốt, chỉ hy vọng nàng không muốn coi ta là tình địch là được, như vậy nàng không cần thẩn trương mà ta cũng không cần lo lắng. Ân, ta tận lực. Được rồi, chúng ta hàng huyên quá nhiều về chuyện của nàng, hiện tại nên đổi một chút khác đề tài. Hai người vừa giống như là bằng hữu như nhau trò chuyện nổi lên mỗi người hứng thú ham trên đường Hoàng Phủ Chính còn chủ động vì quý tiểu đông kêu một chén đồ uống, hình như là ở cổ vũ nàng tiếp tục cùng mình trò chuyện đi xuống. Bất giác đã là buổi tối 9 giờ, là thời gian cần phải trở về, Hoàng Phủ Chính mua quá đơn hậu hai người cùng nhau ly khai quán cơm. Tiểu quý, ngươi ở nơi nào? Hòa bình phổ thông. Ngươi đâu? Ta ở tại cảnh dương trên đường, quá muộn, chúng ta cùng nhau gọi xe taxi đi, trước đem ngươi đưa đến nơi ở hậu ta lại trở lại. Quý tiểu đông không dám sĩ vọng có như vậy hạnh phúc, nếu như mình thái lòng tham lời tương lai có thể sẽ không có gì cả, thế là nàng khẩu thị tâm phi từ chối khéo đạo. Không cần, chúng ta cũng không tiện đường. Lại nói ta sinh tồn năng lực còn chưa có kém như thế, chính mình trở lại không có vấn đề. Vậy được rồi, trên đường cẩn thận. Ta sẽ. Lão đại, tái kiến tái kiến. Ở Hoàng Phủ Chính Chú Mục Hạ, Quý Tiểu Đông thượng một chiếc xe taxi, mỉm cười vất tay nói biệt hậu cũng rất mau ly khai. Đêm nay mời mặc dù giải quyết quấy nhiễu chính mình rất lâu nghi hoặc, nhưng chân tướng lại làm cho nhân cảm thấy ngoài ý muốn, Hoàng Phủ Chính thậm chí còn có thể dùng thất vọng để hình dung tâm tình của mình. Vừa nhắc tới hoa tươi cùng lễ vật, mọi người nghĩ đến luôn luôn tâm ý, nhưng mình lại nhận một bó không chứa bất luận cái gì cảm tình thành phần hoa tươi chẳng sợ đối với mình thi người yêu là một bình thường đến không thể lại bình thường bình thường đến không thể lại bình thường nữ hài mình cũng có thể sẽ cảm động đi bởi vì quý tiểu đông nói đúng thật tình đô đáng giá tôn trọng thế nhưng rất hiển nhiên cho mình tặng hoa nhân không yêu hoặc là nói không thích chính mình mình là ở chờ mong tình yêu sao mặc dù đối với giống không xuất chúng quý tiểu đông cũng không sao cả còn là chính mình căn bản là ở chờ mong đến từ quý tiểu đông bản thân yêu khó giải vẫn như cũ khó giải có thể khẳng định là quý tiểu đông không thích chính mình nàng cho mình tống hoa hoàn toàn là một cái hiểu lầm nàng gọi mình lão đại nàng cùng mình là bằng hữu quan hệ mặt khác dương mỹ lệ đối với mình yêu càng ngày càng sâu thậm chí tới vặn vẹo tình hình vì đã kích không cần có tình địch nàng không tiếc đi nói dối cùng uy hiếp người khác phần này nặng trịch cảm tình mà lại lại không phải là mình muốn chính mình lại nên như thế nào trở về mới có thể ít nhất thương tổn đến nàng trở lại nơi ở quý tiểu đông trực tiếp ngã xuống giường có lẽ là ngụy trang được lâu lắm nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi trước mắt rõ ràng là chính mình âu yếm nam nhân hắn mỗi một lần nhíu mày đô làm cho mình lo lắng mỗi một lần mỉm cười đô làm cho mình say mê thế nhưng nàng không thể nói cũng không thể biểu đạt ra bởi vì hắn là thần mà mình là nhân bất quá chính mình tự hồ đã tính may mắn có thể ở trong đáy lòng cùng hắn từng có nhiều như vậy tiếp xúc thậm chí hai người còn có thể là bằng hữu này so với cái khác thầm mến hắn nữ đồng sự không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần nàng không dám lòng tham chỉ hy vọng duy trì hiện tại trạng thái chẳng sợ tâm ý của mình vĩnh viễn cũng thấy không được quan cũng không sao cả về phương diện khác bởi vì hiểu lầm chính mình đắc tội dương chủ quản nghiêm trọng nhất hậu quả đơn giản là ly khai thái tử tập đoàn điều này hiển nhiên còn đang chính mình thừa thụ trong phạm vi thế nhưng ở trước khi rời đi rốt cuộc muốn chịu đựng một phen thế nào hành hạ vậy không được biết rồi nàng cùng dương chủ quản biểu hiện ra thoạt nhìn là giả tình địch trên thực tế cũng là giả tình địch vì vì mình không phải là đối thủ của người ta một khi giấy lên chiến hỏa chỉ sẽ chủ động đầu hàng ở này yêu hận nảy ra công ty chính mình còn hội tiếp tục công việc đi xuống mà sắp đối mặt, lại đem là như thế nào yêu hận tình thù đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Ta không phải phạm nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lương Thu lại lần nữa mời Quý Tiểu Đông cùng nhau ăn cơm, Quý Tiểu Đông cự tuyệt. Lương Thu không cam lòng, ở nhiều lần liên hệ không có kết quả sau vừa giống như là bạn trai như nhau mỗi ngày cho nàng phát đi rất nhiều tin nhắn, hỏi nàng một ngày ba bữa, làm việc, thân thể thậm chí là tâm tình. Quý tiểu đông hồi phục luôn luôn lạc hậu, hơn nữa liêu liêu mấy lời coi như là một, nàng tin tưởng vững chắc mình làm như vậy đúng. Đã không thích nhân gia, sẽ không muốn cấp đối phương bất luận cái gì hy vọng cùng ảo giác, bởi vì ai thanh xuân đều là trân quý vô cùng, hắn chỉ ở buông đối tình cảm của mình hậu mới có thể mau chóng tìm được thuộc về hắn kia một vị. Ước không đến nhân lương thu có chút sốt ruột, một ngày, hắn rút cuộc ở công ty cửa ngăn tới chính sách tan tầm quý tiểu đông. Tiểu quý, tan tầm. Đối với lương thu từ trên trời giáng xuống, quý tiểu đông cảm giác trừ ăn ra kinh chính là lúng túng. Nhưng là vì đạt được tận lực bất thương tổn người khác mục đích, nàng cố ý biểu hiện đến rất bình thường đáp lại nói. Đúng vậy, đang chuẩn bị đi về đâu? Lúc nào rỗi nha, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, gần đây ta kinh tế tình hình tốt đẹp, tiền sinh hoạt cũng rất sung túc. Lương Thu thấy Quý Tiểu Đông không có dừng bước lại ý tứ, hắn cũng theo cùng nhau vừa đi vừa hàng huyên. Không ăn cơm ra ngồi một chút cũng được a, à, hoặc là ngươi muốn đi nơi nào chơi? Thích leo núi hoặc là bơi sao? Ta cũng có thể dẫn ngươi đi ta đã không phải là tiểu bằng hữu muốn đi lời không cần ngươi mang lạp hơn nữa gần đây làm việc so sánh bận ta tan tầm sau chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mỗi ngày như vậy lại bận lại mệt ngươi cũng phải ăn cơm a à, có muốn hay không ta mỗi ngày đô giám sát ngươi nha quý tiểu đông nghiêng đầu lại giả vờ ai oán nói ta không phải phạm nhân ta là ở quan tâm ngươi ta biết ta sẽ cam đoan với ngươi một ngày ba bữa cùng mỗi ngày bác tiểu thì giấc ngủ đô bình thường, cái này tử tổng nên ngươi yên tâm đi. Chính mình quan tâm hình như đi vào ngõ cục, lương thu đầu óc lại bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, hy vọng có thể nghĩ ra khác tiếp tục ở chung lý do. Này còn không sai biệt lắm. Ngươi ngồi cái gì xe trở lại? Ta tống ngươi. Tàu điện ngầm. Xe hội tống ta trở lại, hơn nữa so với ngươi mau hơn. Ý của ta là nói ta cùng xe cùng nhau tống ngươi trở lại." Quý Tiểu Đông xì một tiếng cười ra tiếng, nàng không thể tránh được lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. "Có xe tống ta là đủ rồi, đợi được ngày nào đó không đôi khi ta lại gọi điện thoại cho ngươi, gọi ngươi tới tống ta, như vậy có thể chứ?" "Đương nhiên có thể, điện thoại của ta 24 tiểu thì khởi động máy, bảo đảm tùy thời đợi mệnh." "Vậy ta cảm ơn trước ngươi." Mắt thấy chính mình không có nói tiếp cơ hội, Lương Thu đành phải lại tìm đề tài nói. Ta tống ngươi đến ga tàu điện ngầm đi. Xem ra ngươi thực sự rất không yên lòng ta cá nhân cuộc sống năng lực. Không phải, hiện tại xã hội này loạn như vậy, vạn nhất có người trộn Đông Tây hoặc là cướp Đông Tây làm sao bây giờ? Có người tống ngươi trở lại tổng là chuyện tốt đi. Đúng vậy, ngươi mặc chế phục đến tiễn ta lời kẻ trộm liền càng thêm không dám tìm tới chúng ta, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? chế phục ta còn là không muốn xuyên lạp, miễn cho bị người khác ánh mắt trước thương. Hai người như là bướng bỉnh tiểu hài như nhau đấu nổi lên miệng. Quý tiểu đông cuối cùng vẫn còn đồng ý do lương thu đem mình đưa đến ga tàu điện ngầm. Dù sao, đột nhiên gian hoàn toàn cự tuyệt một người sợ rằng ngay cả mình đô sẽ cảm thấy lúng túng cùng không đành lòng. Quý tiểu đông lại cũng không có phó quá lương thu ước, hai người chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn nói chuyện phím, cùng bằng hữu bình thường không khác từ quý tiểu đông tiến vào hoàng phủ chính phòng làm việc hậu, Dương Mỹ Lệ liền bắt đầu chú ý này trước đây ở chính mình trong mắt chút nào không chớp mắt đồng sự. Kỳ thực từ nàng thay đổi cái tân kiểu tóc sau cả người thoạt nhìn đô thêm phân không ít, hơn nữa nàng mà lại trường một thanh thuần giống như tiểu cừu như nhau gương mặt vô tội, đại bộ phận nam nhân nhìn sau đô hội có muốn đi thân thiết xúc động, này có lẽ chính là nàng mị lực chỗ đi. Bất quá, vô luận nàng lại thế nào thay đổi hình tượng, cùng phẩm hạnh trời ban cho chính mình so với vẫn có rõ ràng trên lệch. Lại nói, A9 không thích đồ có bề ngoài nhân, mà thực lực của nàng cùng chính mình so với lại căn bản không phải cùng một tầng thứ, thậm chí có thể nói căn bản không có gì để so với tính. Quý tiểu đông thì cẩn thận từng ly từng tí ở trong phòng làm việc công việc, đối bình thường làm việc chút nào không dám thả lỏng, rất sợ phạm hạ cái gì lỗi sẽ làm vẫn đối với chính mình nhìn chầm chầm dương chủ quản đau hạ sát thủ bất quá có lẽ là của nàng hoại vận khí bắt đầu đến nàng thật đúng là gặp được một lần giải oan sau đó không lâu một ngày sáng sớm phụ trách trực nhật quý tiểu đông tượng thường ngày như nhau sớm đi tới phòng làm việc mở cửa phát hiện môn lại là khép hờ nàng dừng ở cửa cẩn thận suy nghĩ một chút tiền một ngày buổi tối nàng rõ ràng là khóa chặt cửa mới ly khai cảm giác được không thích hợp quý tiểu đông vội vã đẩy cửa vào trong phòng làm việc cảnh tượng làm cho nàng thất kinh mọi người trên mặt bàn đều bị phiên được loạn thất bát tao, có chút văn kiện thậm chí bị ném tới trên mặt đất, rất rõ ràng, nhất định là có kẻ trộm quan cố qua. Chưa từng có gặp quá loại chuyện như vậy quý tiểu đông sợ đến liên bận lui ra ngoài, dù sao nơi này là án phát hiện tràn, chờ một lát cảnh sát tới sau còn phải ở chỗ này điều tra thủ chứng. Tác là thứ nhất cái đến ở đặc hiện trường nhân, nàng có trách nhiệm đem hiện trường bảo vệ tốt quý tiểu đông ở trên hành lang gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng như nhau rốt cuộc nàng có muốn hay không báo cảnh sát chứ trong phòng làm việc tối đáng giá hẳn là chính là mọi người máy vi tính thế nhưng một đài cũng không có thiếu còn tư nhân vật phẩm dự đoán cũng sẽ không có thái đáng giá gì đó bởi vậy quý tiểu đông quyết định còn là đợi được các đồng nghiệp đô tới sau lại thương lượng làm sao bây giờ trước hết đến phòng làm việc chính là tiểu long tiểu quý buổi sáng tốt lành nha tiểu long sớm ngươi chờ một chút trước không nên vào phòng làm việc bên trong tiếng kẻ trộm ta nghĩ đẳng lưu tổ trưởng tới hỏi lại hỏi nàng làm sao bây giờ tiểu long cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng nàng không ngừng hỏi tiếng kẻ trộm thực sự công ty chúng ta chưa từng có tiếng vào kẻ trộm ngươi xác định thật là có kẻ trộm sao ta không biết thế nhưng đồ vật bên trong đều bị phiên rối loạn không tin ngươi có thể đẩy cửa ra nhìn một chút thế nhưng tốt nhất không muốn đi vào để tránh phá hư hiện trường hoặc ảnh hưởng cảnh sát phá án sao có thể tiến kẻ trộn đâu cửa này hình như cũng không bị cậy nha quý tiểu đông một bên hồi ức một bên trả lời nói ta cũng cảm thấy kỳ quái hôm qua đến phiên ta trực nhật trước khi ta đi đích xác bả môn đã khóa này liền kỳ quái chẳng lẽ hiện tại kẻ trộn đô phát triển thành nghề nghiệp sao mở khóa cư nhiên cũng không dùng cậy. Nhưng ta hình như nghe nói có một loại vạn năng chìa khóa, cái gì khóa cũng có thể khai. Ta cũng đã từng nghe nói. Thế nhưng, kẻ trộm sao có thể nó dùng để trộm trong phòng làm việc gì đó đâu. Bên trong tối đáng giá máy vi tính hết thảy đô ở, tư nhân gì đó dự đoán cũng không có cái gì quý trọng, hắn trộm đông tây chẳng lẽ không đúng vì tiền tài. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.